Tại sao biên phòng đánh tiếng mượn phụ công Nguyễn Hoàng Thương? Biên phòng bất ngờ đánh tiếng mượn phụ công Nguyễn Hoàng Thương của xổ số kiến thiết Vĩnh Long sau khi đội bóng xuống hạng. Và hiện tại, anh không còn thi đấu cho bất cứ đội bóng nào. Mặc dù vẫn nằm trong top những phụ công ghi điểm hàng đầu, nhưng Nguyễn Hoàng Thương không thể giúp xổ số kiến thiết Vĩnh Long trụ hạng tại giải bóng chuyền vô địch quốc gia. Năm nay đã 32 tuổi, nhưng với phong độ ổn định và hiệu suất ghi điểm đều đặn, cựu phụ công số 1 đội tuyển quốc gia vẫn được nhiều đội bóng chú ý tới. Đội bóng xếp hạng 4 tại giải vô địch quốc gia với dàn vận động viên trẻ hàng đầu Việt Nam hiện nay như Văn Hiệp, Duy Tuyến, Ngọc Thuần đã sớm có ý định mượn Hoàng Thương thi đấu tại giải đội mạnh. Tại các giải trẻ, biên phòng là đội bóng luôn thi đấu ở tâm thế cửa trên so với phần còn lại. Ở giải đấu cấp chuyên nghiệp, họ cũng giành được rất nhiều chiến tích nhất định. Điển hình là tại Cúp Quân đội mở rộng tháng 10 năm 2020 tại Gia Lai. Tại giải đấu này, biên phòng lần lượt hạ các đối thủ mạnh như Sanet Khánh Hòa và Thể Công để lên ngôi vô địch một cách thuyết phục. Hiện, đội đang đóng góp 2 vận động viên cho đợt tập trung đội tuyển quốc gia. Điều này cho thấy sức mạnh và sự trưởng thành của biên phòng trên con đường chinh phục các danh hiệu đỉnh cao. Có thể thấy, điều còn thiếu ở đội bóng này chính là kinh nghiệm và tâm lý thi đấu khi độ tuổi trung bình của các cầu thủ còn quá trẻ. Lực lượng tương đối mỏng cũng là một trong những điểm hạn chế. Trong khi đó, Nguyễn Hoàng Thương là phụ công được xếp vào hàng dày dặn kinh nghiệm. Mặc dù đã lớn tuổi và không còn thi đấu cho đội tuyển quốc gia, nhưng với phong độ hiện tại, anh vẫn còn có thể thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa. Ở vị trí phụ công của biên phòng hiện tại, có Duy Tuyến đang thi đấu cực kỳ ấn tượng. Sở hữu chiều cao 1m91 và vóc người tương đối giống đàn anh, Duy Tuyến được kỳ vọng sẽ là Hoàng Thương thứ 2 của đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, điểm yếu của cầu thủ này là tâm lý thi đấu chưa được ổn định ở một số thời điểm trong trận đấu. Từng gặt hái nhiều chức vô địch cùng Masako Thành phố Hồ Chí Minh và thi đấu cho các đội bóng hàng đầu như BKMX Quân đoàn 4, Tràng An Ninh Bình, xổ số kiến thiết Vĩnh Long ở thời kỳ vàng son. Liệu kinh nghiệm của Hoàng Thương sẽ là mảnh ghép còn thiếu cho biên phòng trên con đường chinh phục những đỉnh cao ở mùa bóng 2021?